Vào hồi tháng 6 năm nay, hãng Hyundai đã chính thức giới thiệu phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của dòng SUV cỡ nhỏ Venue ở thị trường Ấn Độ. Sau 2 tháng, phiên bản N-Line thể thao hơn của mẫu SUV hạng A này tiếp tục được hé lộ. Đây là mẫu xe Hyundai tiếp theo được trang bị phiên bản N-Line sau Creta, Tucson, Sonata, Kona, Elantra, i10, i20 và i30. Tương tự những người anh em cùng thương hiệu, Hyundai Venue N-Line 2022 cũng chủ yếu thay đổi ở thiết kế ngoại thất và nội thất. Qua những hình ảnh đầu tiên do hãng Hyundai tung ra, có thể thấy Venue N-Line mới sở hữu thiết kế nổi bật hơn bản thường. Điều này được thể hiện qua thiết kế đầu xe với lưới tản nhiệt Parametric Dual Grille, hình chữ nhật, đi kèm mắt lưới đa điểm mạ chrome. So với bản thường, lưới tản nhiệt của Hyundai Venue N-Line 2022 có thiết kế rộng hơn và nằm sát với đèn pha hai bên hơn, đồng thời tích hợp logo N-Line. Thay đổi tiếp theo của Hyundai Venue N-Line 2022 là cản trước với hốc gió trung tâm cũng được mở rộng như lưới tản nhiệt. Nằm hai bên hốc gió trung tâm còn có thêm khe gió mới. Ngay cả tấm ốp gầm màu bạc bên dưới cản trước cũng không giống bản thường. Bên sườn, Hyundai Venue N-Line 2022 được trang bị bộ vành hợp kim 16 inch đa chấu mới, cùng phanh trên bánh trước màu đỏ, vỏ gương ngoại thất và ba gơ nóc màu đen. Trong khi đó, ở phía sau, mẫu SUV hạng A này chỉ được làm mới cản sau với tấm ốp gầm màu bạc chia đôi tương tự ở đầu xe và hai ống xả hình tròn. Cuối cùng là những chi tiết màu đỏ làm điểm nhấn cho ngoại hình của Hyundai Venue N-Line 2022. Những chi tiết này xuất hiện trên cản trước, cản sau, bên sườn, trên hốc bánh và ba gơ nóc. Cũng như ngoại thất, nội thất của Hyundai Venue N-Line 2022 được thay đổi theo phong cách thể thao. Nội thất của mẫu xe này được bọc da màu đen, trang trí bằng những chi tiết màu đỏ trên ghế, tapi cửa và cần số. Trên ghế còn có thêm logo N đặc trưng của thương hiệu N-Line. Dự đoán, Hyundai Venue N-Line 2022 còn có thêm bộ bàn đạp bằng kim loại, lẫy chuyển số thể thao sau vô lăng, đèn chào mừng chiếu sáng xuống mặt đất và đèn nội thất màu đỏ. Trong khi đó, những trang bị nội thất còn lại nhiều khả năng không có gì khác so với bản thường, bao gồm màn hình thông tin giải trí cảm ứng 8 inch, hỗ trợ Apple CarPlay, Android Auto không dây, công nghệ điều khiển từ xa BlueLink, cửa sổ trời chỉnh điện và hệ thống âm thanh Bose. Ngoài ra, còn phải kể đến những trang bị an toàn của Hyundai Venue N-Line 2022 như phanh đĩa trên 4 bánh, 6 túi khí, hệ thống kiểm soát thân xe, cân bằng điện tử, cảm biến đỗ xe phía sau, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và cảnh báo áp suất lốp. Nằm bên dưới nắp capo của Hyundai Venue N-Line 2022, tại thị trường Ấn Độ vẫn là động cơ xăng diesel 1.0 lít, sản sinh công suất tối đa 118 mã lực và mô men xoắn cực đại 172 Nm. Động cơ này kết hợp cùng hộp số tự động ly hợp kép DCT 7 cấp chỉ dành cho phiên bản N-Line. Theo kế hoạch, Hyundai Venue N-Line 2022 sẽ chính thức trình làng tại thị trường Ấn Độ vào ngày 6 tháng 9 tới đây. Sẽ không ngạc nhiên nếu phiên bản này có giá bán cao hơn Hyundai Venue 2022 thông thường, 753.100 đến 1.232.000 rupee, tương đương 224 đến 367 triệu đồng.